Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Mường Lây thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Thanh niên Mường Lây sẵn sàng lên đường nhập ngũ Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với chính sách điều hành kinh tế xã hội chủ động, linh hoạt, quyết liệt, thị xã Mường Lây đã đặt nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ở ngưỡng an toàn. Để thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, năm 2022, Đảng Bộ, chính quyền các cấp ở thị xã Mường Lây xác định cần tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ những tháng đầu của năm mới. Phóng sự sau sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, sau năm 2021 vừa qua, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của tỉnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân, thị xã Mường Lây đã chủ động tích cực, chung sức, đồng lòng, triển khai thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nên tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã được giữ vững, ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống, sức khỏe của người dân được đảm bảo, Mường Lây có 13 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy, thị xã Mường Lây tiếp tục xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm 2022 là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Ngay từ những tháng đầu của năm mới, thị xã Mường Lây xác định tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường, giả soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, và thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp trong chỉ đạo điều hành để thực hiện đạt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Xác định 2022 kế thừa cái nhiệm vụ 2021 thì chúng tôi có đặt ra 8 cái nhiệm vụ trọng tâm trong 15 cái nhiệm vụ chung. Mà đây là những nhiệm vụ lớn mà thị trưởng nay quyết tâm thực hiện để làm sao cái bộ mặt thị sống đây ngày càng được khởi sắc và khang trang, đời sống của nhân dân càng cả được cải thiện nhất là cái vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao được cái tranh thủ nguồn vốn đầu tư và các nguồn lực khác để làm sao đầu tư cải thiện được cái cơ sở tầng về đường giao thông, điện nước và cũng như là bố trí mặt bằng dân cư và cái đất sản xuất để cho nhân dân ổn định và phát triển. Là một trong những đơn vị được giao thu ngân sách nhà nước, năm 2022, Tri Cục Thuế khu vực Mường Trà, Mường Lay được tỉnh và Hội đồng Nhân dân thị xã giao thu ngân sách trên 7,536 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu giao, trong những tháng đầu của năm 2022, Tri Cục Thuế khu vực Mường Lay, Mường Trà tập trung triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng, hồi phục sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ tháng đầu quý đầu để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế trong đó tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế và đẩy mạnh quản lý nợ động thuế đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn thu từng khu vực thu từng sắc thuế tập trung vào các khu vực kinh tế các sắc thuế cơ bản để xây dựng phương án, kịch bản chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý, sát đúng với thực tế phát sinh, có phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển, cũng như thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như là ngân hàng, kho bạc để quản lý cái nguồn thu tránh cái việc mà mà thất thu đối với các cái cơ sở mà lợ trì lợ thuế thì chúng tôi cũng đã có các biện pháp ví dụ như là đặt lệnh hoặc là cưỡng chế nếu mà các cơ sở có cái cái hình thức là chây ý mà lợ quá 90 ngày thì chúng tôi cũng là làm công các cái thủ tục để cưỡng chế lợ đối với các cái tổ chức cá nhân mà có lợ và dây dưa đến các cái khoản thuế à, khai thác nguồn thu trên địa bàn thì à, cái sự phối kết hợp là cái sự đặc biệt chúng tôi cần quan tâm bởi vì nắm bắt được các cái thông tin đối với các cái cơ sở tổ chức mà họ có liên quan đến các cái vấn đề trong việc kê khai thực hiện nhiệm vụ nộp thuế của mình thì chúng tôi nắm bắt được cái thông tin này do đó là cũng triển khai kịp thời để để quản lý cái nguồn thu mà các cơ sở họ uh, chưa thực hiện cái việc kê khai là xã nông thôn mới duy nhất của thị xã Mường Lây, xã Lây Nưa xác định trong năm 2022 cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã chương trình hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy, nghị quyết Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân xã khóa 21, Ủy ban Nhân dân xã xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy kinh tế xã hội, đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để tạo đà tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét về các mặt văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% so với tổng số hộ hiện có để đảm bảo trong công tác thực hiện phát triển sản xuất ở nông nghiệp nông thôn và đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Lánh Nưa, xã Nhà thì báo cáo đồng chí thì chúng tôi thực hiện các mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là tăng thêm sản xuất vụ ba và những thực hiện các mô hình dự án trên địa bàn đặc biệt là các bản nông thôn mới cái máu thì chúng tôi khuyến khích sản xuất để tăng thu nhập cũng như là chăn nuôi và chuyển đổi cơ cấu cây trùng trong đó thì đặc biệt là các sản phẩm về ô cốp như là khẩu xén bánh trí chọc và một số nội dung khác chúng tôi đều đưa vào lồng ghép để người dân phát triển sản xuất thêm thu nhập trong bối cảnh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Thị xã Mường Lây đã xác định 5 nhóm giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác quốc phòng an ninh, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải tiếp tục đổi mới chủ động thích ứng bám sát các nghị quyết của đảng bộ và hội đồng nhân dân thị xã để chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt sáng tạo đúng hướng có trọng tâm trọng điểm và có hiệu quả phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nêu cao tinh thần tự lực tự cường thực hiện thành công toàn diện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày đầu xuân này, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thị xã Mường Lây tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho 100% thanh niên trúng tuyển và đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2022. Khắp các xã, phường trên địa bàn thị xã, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đang háo hức chuẩn bị hành trang chờ ngày lên đường nhập ngũ. Buổi gặp mặt bà con bạn bè trước khi lên đường nhập ngũ của thanh niên Lù Đức Uyên ở bản Chi Lung 2, phường Na Lai được gia đình tổ chức trong những ngày đầu xuân mới với đông đủ bạn bè, người thân đến sự. Những món quà nhỏ, cái bắt tay thật chặt, những lời động viên chân thành làm cho không khí thêm phần ấm áp. Ông Lù Văn Trâm, bố của Uyên vui vẻ cho biết. Thực tế cho thấy, hầu hết thanh niên đã trải qua môi trường quân ngũ đều trở nên chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Khi biết tin con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, vợ chồng ông đã động viên con yên tâm lên đường nhập ngũ và cố gắng rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Động viên con cháu của gia đình tôi phải cố gắng thì là À, để cho bố mẹ yên tâm còn ngoài ra thì con cũng phải là à, học hỏi gia đình cứ động viên à, cháu nó phải à, đi nghĩa vụ quân sự đó đấy mình mới trưởng thành không chỉ được gia đình ủng hộ, động viên, bản thân những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 trên địa bàn thị xã Mường Lây cũng đã sẵn sàng tâm thế chờ ngày lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Là thanh niên trẻ đã tốt nghiệp đại học luật, nhưng khi biết có đợt tuyển quân, em Lù Đức Uyên đã tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ với em, việc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này chính là niềm vinh dự, tự hào đối với em cũng như nhiều thanh niên khác. Bởi điều này không chỉ thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước, mà còn là điều kiện để bản thân em được học tập, rèn luyện trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong môi trường quân đội. So với những các bạn khác thì em cũng rất tự hào vì một là sức khỏe mình cũng đủ và thứ hai mình cũng muốn có nguyện vọng để phục vụ tổ quốc trước đã à, tuy là đã, đã học xong đại học rồi nhưng mà em cũng muốn uh, phục vụ tổ quốc trước xong rồi khi mà phục vụ tổ quốc xong rồi mình sẽ hướng con đường uh, sự nghiệp của mình tiếp tục nữa. À, vào trong uh, đơn vị quân ngũ thì sẽ rèn luyện uh, tô cho em thêm uh, sự trưởng thành hơn và sẽ giúp cho em là sau khi mà thực hiện nghĩa vụ quân sự xong thì em sẽ có một uh, tâm lý vững vàng hơn và trưởng thành con người hơn khi ra ngoài uh, cuộc sống thực tế. Được biết năm 2022, thị xã Mường Lây được giao chỉ tiêu tuyển chọn 32 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong các đơn vị quân đội và 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng ngay từ cuối năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Mường Lây đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị xã, chỉ đạo các xã, phường, tổ chức nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức giả soát chặt chẽ từ các tổ dân phố, bản. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân cấp xã về quy trình thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác khám sức khỏe cho công dân. Nhờ thực hiện tốt các khâu tuyển quân như ba bình cử, bốn công khai, ba gặp, bốn biết, tuyển người nào chắc người đó. Đến nay, công tác tuyển quân ở thị xã Mường Lây rất thuận lợi, với chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Công tác khám sức khỏe cho quốc phòng công an được khám chung, qua đó tạo sự thống nhất kết quả trúng tuyển sức khỏe theo hướng nâng cao chất lượng của tân binh. Ngoài ra, trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, phường ngày càng được nâng cao, có phần tuyển gọi công dân nhập ngũ có chất lượng ngay từ cơ sở. Đến thời điểm này, thị xã Mường Lây đã phát lệnh gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Kể từ khi phát lệnh gọi nhập ngũ đến nay, công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của gia đình, thanh niên đều được hệ thống chính trị cơ sở ở tổ dân phố, bản, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự từ thị xã đến các xã, phường quan tâm thực hiện. Chúng tôi đã bố trí cho những cái cán bộ công chức mà được giao phụ trách, đặc biệt là ban chỉ huy quân sự phường trực tiếp là tuyên truyền vận động đến người thân cũng như là trực tiếp công dân lên đường nhập ngũ năm 2022 thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các biện pháp để chuẩn bị làm sao có được cái con người cũng như là lực lượng tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2022 chính vì vậy mà cái việc đầu tiên mà chúng tôi làm đó là phải trực tiếp gặp gỡ và tuyên truyền đến người thân cũng như là công dân để chuẩn bị lên đường nhập ngũ nắm được cái chủ trương cũng như là cái quy định và trước khi lên đường chúng ta phải thực hiện những cái nội dung gì và đặc biệt là trong cái công tác phòng chống dịch thì lại phải thực hiện rất là nghiêm túc để đảm bảo cái sức khỏe thứ hai ấy là đáp ứng được cái chỉ tiêu trên đã ra để theo theo quy định đối với chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2022 vừa qua giả sát nắm bắt đối với lực lượng đặc biệt là chỉ đạo các cơ sở về vấn đề đăng ký độ tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ và đảm đúng quy định. Kết quả thì qua quá trình đánh giá, nhận xét và khám tuyển chất lượng và đảm theo đúng yêu cầu. Và so với các năm thì năm nay chất lượng có nâng lên về một là về sức khỏe, hai là chất lượng về... về chiều cao. Đây là một cái hai cái mà quan trọng nhất. Và về trình độ học vấn thì đối với lực lượng thanh niên nhập ngũ năm 2022 có một đồng chí là cả trình độ đại học. Ngày 20 tháng 1 năm 2022, đối với ban chỉ huy xã đã phát lệnh thành gọi thanh niên đội ngũ đã chỉ đạo đối với các cơ sở xã phường là gọi thanh niên động viên và phối hợp với tất cả các đồng chí trong hội đồng nghĩa vụ quân sự của cấp thị xã, cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền đối với thanh niên đội ngũ đến thời điểm này 100% công chí sẵn sàng nhập ngũ. Ngày hội Tòng quân năm 2022 trên địa bàn thị xã Mường Lay đang đến gần. Theo kế hoạch, ngày 20 tháng 2 năm 2022 tới đây, các tân binh sẽ khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với quê hương, đất nước. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự động viên của các gia đình cùng ý thức được trách nhiệm, tầm quan trọng của việc lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc của mỗi thanh niên. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp tin chắc rằng ngày hội giao nhận quân năm nay ở thị xã Mường Lây sẽ thành công. Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban chỉ huy quân sự thị xã đang hoàn thiện các bước còn lại, phối hợp với ngành y tế lên phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 với mục tiêu giúp cho ngày hội tòng quân của thị xã bảo đảm giao đúng chỉ tiêu, chất lượng, đúng đối tượng đúng thời gian quy định và an toàn tuyệt đối. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.